Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 7 tại nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 đã tổ chức bế mạc liên hoan và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả. Dự và chỉ đạo lễ bế mạc có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 là hoạt động nghiệp vụ của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm phát hiện tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc của những người làm báo phát thanh cả nước. Liên hoan được tổ chức từ ngày 9 đến 14 tháng 7 với chủ đề Phát thanh Việt Nam đa dạng trong chuyển đổi số, với sự tham gia của 81 đơn vị bao gồm 63 đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, các đơn vị của VOV, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, có 380 tác phẩm thuộc 6 thể loại: phóng sự, chương trình chuyên đề phỏng vấn, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp và 5 hạng mục giải thưởng: ứng dụng nền tảng số, podcast, kỹ thuật dàn dựng xuất sắc, giọng vàng, người dẫn chương trình xuất sắc. Đặc biệt, liên hoan năm nay có sự tăng mạnh của chương trình phát thanh trực tiếp với số lượng lên tới 33 đơn vị tham gia. Ban tổ chức đã trao 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng cho 6 thể loại: chương trình trực tiếp, phóng sự, chuyên đề dân tộc, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh, 22 giải hạng mục cho các thể loại: giọng vàng, dẫn chương trình, dàn dựng chương trình, ứng dụng nền tảng số, podcast. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình có 3 tác phẩm đạt giải ở 3 thể loại gồm: chương trình tiếng dân tộc với tác phẩm Để du lịch không chỉ là tiềm năng đạt giải bạc, 2 giải khuyến khích là chương trình chuyên đề Nông nghiệp xứ Mường vượt biên và phóng sự Hoa trên đỉnh núi Mở Sương. Ngày 12 tháng 7, Ban Tuyên giáo thành phố Hòa Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, hoạt động tuyên giáo thành phố Hòa Bình đạt nhiều kết quả nổi bật. Ban tuyên giáo ban hành hướng dẫn chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở, kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền nội dung cuốn sách xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam và bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, giúp cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn. Hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt nhiều kết quả. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo thành phố Hòa Bình. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo thành phố Hòa Bình cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc nắm bắt dư luận xã hội, triển khai hiệu quả quy định 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới và chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Bản tin thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Đến nay, huyện Lương Sơn đã thu hút được 221 dự án đầu tư vào huyện, trong đó có 23 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký gần 305.000 đô la Mỹ, 198 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 34.000 tỷ đồng. Cụ thể có 151 dự án ngoài khu cụm công nghiệp gồm 5 dự án FDI và 146 dự án vốn đầu tư trong nước, 3 dự án trong cụm công nghiệp đều là dự án có vốn đầu tư trong nước, 50 dự án trong khu công nghiệp, 17 dự án nhà ở với 100% vốn đầu tư trong nước. Huyện Lương Sơn hiện đang tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư vào khảo sát, nghiên cứu, đề xuất đầu tư vào địa bàn, đồng thời triển khai đến toàn thể cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện, thực hiện ký cam kết, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết công việc, góp phần cải thiện chỉ số CPI trên địa bàn tỉnh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI năm 2024 và những năm tiếp theo.
Thời gian qua, để làm tốt công tác dân tộc, cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Lạc Sơn quan tâm triển khai kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các chương trình, nghị quyết, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được huyện chú trọng thực hiện. Trong năm 2023, toàn huyện có 19 công trình cơ sở hạ tầng hoàn thành thi công và giải ngân. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn đã tập trung rà soát danh mục các công trình dự án thực hiện đầu tư năm 2024-2025 trên địa bàn huyện. Hiện nay 67 trên 67 công trình đã hoàn thành khảo sát hiện trường và đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo khảo sát. Bên cạnh đó, các chương trình chính sách dân tộc đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn huyện Lạc Sơn có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7 xã khu vực 2, khu vực 3. Thu nhập bình quân đầu người hết năm 2023 đạt 60,3 triệu đồng một người. Huyện Lạc Sơn đang tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2023-2024, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện mô hình xét nghiệm phòng bệnh tan máu bẩm sinh tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Trong 3 năm, từ 2021 đến 2023, toàn tỉnh có 1.349 đối tượng được làm xét nghiệm sàng lọc gen bệnh, trong đó 763 đối tượng được chỉ định làm xét nghiệm lần 2. Qua xét nghiệm lần 2, có 323 đối tượng được kết luận mang gen bệnh tan máu bẩm sinh, chiếm 24,61% tổng số đối tượng làm xét nghiệm. Chi phí xét nghiệm sẽ được nhà nước hỗ trợ 70%. Việc tư vấn xét nghiệm sàng lọc người mang gen bệnh rất cần thiết và có ý nghĩa lâu dài, tránh không để sinh ra những trẻ mang gen bệnh. Đối với những trẻ không may mắc bệnh thì việc điều trị sớm sẽ giảm nguy cơ dẫn đến biến chứng và đảm bảo sức khỏe để duy trì cuộc sống bình thường. Tỉnh Hòa Bình là địa phương đầu tiên trong toàn quốc được Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình chọn làm thí điểm để can thiệp giảm mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ năm 2010. Thưa quý vị và các bạn, triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2023 theo chủ trương của Chính phủ. Năm 2024, tỉnh Hòa Bình có dự án khu nhà ở công nghiệp và dịch vụ xã Quang Tiến thuộc danh mục đề án này, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, dự án đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc, khó có thể hoàn thành năm 2024. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình có tổng diện tích hơn 12 ha, được triển khai từ năm 2021, tổng mức đầu tư là hơn 478 tỷ đồng, chủ đầu tư là liên danh công ty cổ phần thương mại Dạ Hợp và công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long. Ngày 18 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lập danh mục dự án này đủ điều kiện vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên dự án chưa tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi. Theo quy định về điều kiện giải ngân của ngân hàng, chỉ được giải ngân khi có quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ dự án. Thì là một cái đơn vị ở giáp danh với Hà Nội nên là có cái sự so sánh nó chênh lệch nhau rất là cao. So sánh thì lúc nào cũng khập khiễng rồi. Nên vậy mà mình công tác tuyên truyền thì chính vì cái này thì chúng tôi cũng xác định được cái mà có cái sự so sánh của ở giữa hộ dân và với cử tri với ở cái vùng giáp danh. Thế thì chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền, vận động, gặp gỡ các cái hộ gia đình. Nhà ở cho công nhân khu cụm công nghiệp là nhu cầu chính đáng, góp phần làm tăng niềm tin của người lao động, tăng năng suất lao động. Dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình nằm ngay cạnh khu công nghiệp Yên Quang và cụm công nghiệp Tiên Tiến, nên sẽ giải quyết căn bản nhu cầu nhà ở cho công nhân. Dự kiến dự án có quy mô dân số hơn 3.600 người. Tính đến nay, dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 4 đợt, với tổng diện tích đã có quyết định thu hồi đất là hơn 11,5 ha.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định giao đất hai đợt cho dự án là khoảng 7 hectare. Nhiều khu vực đang phải thi công trong tình trạng sôi đỗ. Công tác giải mặt bằng chậm dẫn đến việc Ủy ban nhân tỉnh vẫn chưa có cơ sở để bàn giao đất cho nhà đầu tư. Chính vì chưa được bàn giao đất cho nên nhà đầu tư vẫn chưa được triển khai các cái gói vay ưu đãi dành cho các cái dự án nhà ở xã hội. Chủ đầu tư thì rất là quyết liệt trong quá trình triển khai dự án và quyết tâm thực hiện dự án với tiến độ nhanh nhất. Hiện tại chủ đầu tư cũng đang triển khai thi công hạ tầng trên tất cả các toàn bộ phần đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Và Ủy ban nhân tỉnh giao đất đến đâu thì chủ đầu tư đã thực hiện thi công triển khai hạ tầng rồi các cái hạng mục phụ trợ như là trạm xử lý nước các thứ là cũng đầy đủ ạ. Thực tế, nhu cầu nhà ở của công nhân rất cao, đặc biệt là công nhân đến làm việc từ nơi khác. Tuy nhiên, hầu hết các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều không đáp ứng đủ nhu cầu này. Toàn tỉnh hiện có 8 khu công nghiệp, 17 cụm công nghiệp. Theo quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 là 16 khu công nghiệp, 38 cụm công nghiệp. Sự phát triển của các khu cụm công nghiệp sẽ kéo theo nhiều vấn đề an sinh xã hội cần giải quyết, trong đó có nhu cầu về nhà ở. Vì vậy, cùng với việc đề ra những cơ chế chính sách để số lượng công nhân tiếp cận được với các phúc lợi xã hội về nhà ở xã hội, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án về nhà ở cho công nhân là cần thiết, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm huyện 32 km, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu có lợi thế tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Với vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, nhiệt độ lại thấp hơn 5-7 độ so với nền nhiệt trung bình của huyện. Bên cạnh đó, nơi đây còn là cộng đồng sinh sống của nhiều dân tộc anh em như Kinh, Mường, Thái, với nhiều bản sắc văn hóa cùng nhiều đặc sản, món ăn độc đáo. Nếp nhà sàn truyền thống bên những con đường hoa chạy quanh bản làng tạo nên cảnh quan đẹp, hấp dẫn du khách, khiến bất cứ ai khi đến nơi này đều muốn quay trở lại. Trong phần cuối của bản tin thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Homestay Thủy Hằng, xóm Nà Phát, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động được gần 4 năm. Những ngày đầu khó khăn do nguồn lao động ở đây còn chưa chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau thời gian đào tạo tập huấn, thì người dân cũng có những thay đổi nhất định để phù hợp hơn với mô hình du lịch cộng đồng. Ngoài dịch vụ ăn uống, các món ăn đặc sản của địa phương, dịch vụ lưu trú, chủ homestay còn đa dạng hóa các sản phẩm du lịch như múa hát, nhảy sạp, đạp xe quanh bản làng, đeo gùi xuống đồng, thu hái ngô, khoai lang, trái cây, thậm chí trực tiếp làm các công việc đồng áng của người nông dân. Xã Thành Sơn, huyện Mai Châu có hệ thống thác, hồ nước xanh ngát, núi rừng hùng vĩ với không khí trong lành. Vì thế, khai thác du lịch cộng đồng đang là xu hướng được địa phương chú trọng đầu tư. Loại hình này đã tạo thêm việc làm và cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân nơi đây, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn phát huy những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc. Thành Sơn hiện có 3 hộ kinh doanh mô hình homestay. Mỗi tháng địa phương đón trung bình khoảng từ 300 đến 400 khách tới tham quan trải nghiệm. Riêng các đợt nghỉ lễ, các homestay đón khoảng 200 đến 250 khách một ngày. Các homestay tạo công việc ổn định cho từ 20 đến 25 lao động địa phương. Nói chung là cái homestay của tôi thì là cũng chỉ là một mô hình nho nhỏ. Tuy nhiên là tôi cũng đã có tạo điều kiện cho một số nhân viên của tôi có công ăn việc làm. Và thứ hai là cho chính bản thân tôi tăng được mức thu nhập, cũng không gọi là khá cao nhưng cũng gọi là tôi có thêm mức thu nhập trong gia đình. Để đạt được mục tiêu về phát triển du lịch, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu đã xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với cải thiện sinh kế bền vững để khai thác các giá trị văn hóa bản địa cũng như bảo đảm hiệu quả kinh doanh. Việc quảng bá du lịch trên các nền tảng số như Facebook, Zalo, TikTok cũng đang được đẩy mạnh để tiếp cận nhiều hơn với người xem. Ngay từ đầu nhiệm kỳ của Đảng ủy thì chúng tôi cũng đã đưa vào cái kế hoạch là đưa cái Thành Sơn là một cái điểm du lịch, đặc biệt là phát triển các cái homestay. Trên địa bàn hiện nay là đã có 3 cái homestay và đang có các cái đoàn khách du lịch đến, phải nói là rất là đông. Du khách qua cái tham khảo cũng rất là yêu mến và yêu thích cái Thành Sơn, đặc biệt là về cái khí hậu rất là mát mẻ. Tôi cũng đã chỉ đạo bà con nhân dân là phát triển du lịch là một cái phát triển kinh tế là ngành nghề không khoái. Du lịch cộng đồng ở Thành Sơn, huyện Mai Châu hiện tại vẫn còn nhiều điểm hạn chế, song với việc xác định đúng hướng đi, mục tiêu cũng như kế hoạch dài hạn,
để vừa phát triển du lịch, vừa bảo tồn được văn hóa thiên nhiên, môi trường, không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có, đã bước đầu có những thành quả nhất định. Kim Bôi dồn lực cho các xã về đích nông thôn mới nâng cao. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.